Hello everyone! Xin chào các bạn học viên yêu quý của Sunshine School. Trong bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ học về cách chào hỏi thông thường nhé. Greetings. Vậy khi mới gặp nhau, chúng ta sẽ nói gì? Chào bạn, chào cậu, em chào thầy, em chào cô. Chúng ta sẽ nói hello, hello, hello. Hoặc chúng ta có thể nói hi. Chúng ta chào bạn của mình thì chúng ta có thể chào tên của cậu ấy nữa. Hello Minh, hello Hoa, hello Trà My, hello Long. Và các bạn đừng quên chào thầy cô giáo của mình nhé. Hello teacher, hello teacher, teacher, hello teacher. Còn khi chúng ta ra về, chúng ta chào tạm biệt thì chúng ta nói thế nào nhỉ? Goodbye, goodbye, goodbye. Hoặc chúng ta có thể nói bye. Và cũng đừng bao giờ quên chào tạm biệt thầy cô của mình nhé. Goodbye teacher, goodbye teacher. Trong cuộc hội thoại giữa những người mới gặp nhau thì chúng ta có thể hỏi nhau về tên, đúng không? Vậy chúng ta hỏi thế nào? What's your name? Tên của bạn là gì? What's your name? My name is. Tên của tớ là. Ví dụ nếu tên của bạn là Hoa, chúng ta sẽ nói my name is Hoa. Hoặc tên của bạn là Minh, chúng ta có thể nói my name is Minh. Còn các bạn, tên bạn là gì thì chúng ta hãy tự giới thiệu nhé. What's your name? My name is. Hoặc chúng ta cũng có thể nói I'm. Tớ là. What's your name? I'm Hoa. Tớ là Hoa. What's your name? I'm Minh. Tớ là Minh. Và chúng ta sẽ hỏi thăm. Thông thường thì hai người khi gặp nhau, hai người nước ngoài khi gặp nhau, họ sẽ hỏi một cái câu rất thông dụng là hỏi thăm bạn như thế nào, bạn có khỏe không? How are you? How are you? Và chúng ta sẽ trả lời I'm good hoặc là I'm fine. Tớ khỏe, tớ ổn, em rất là ổn, em rất là tốt, ngày hôm nay tâm trạng rất là tốt. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Và nhiệm vụ của các bạn ngày hôm nay đó chính là tự quay video để giới thiệu về bản thân mình. Và đương nhiên trong video thì các bạn đừng quên là có lời chào và lời tạm biệt nhé. Ví dụ như là cô Hướng hôm nay, cô giáo sẽ quay một video giới thiệu như sau. Hello teacher, my name is Hướng. I'm good. How are you? Goodbye teacher. Em chào thầy, em chào cô. Tên của em là Hướng. Hôm nay em rất là tâm trạng rất tốt. Còn thầy cô thì như thế nào? Chào tạm biệt thầy cô. Đó, đó là một cái video, nội dung của video chúng ta sẽ giới thiệu như vậy. Thì các bạn sẽ làm video như vậy nhé. Hello teacher, my name is Hướng. I'm good. How are you? Goodbye, teacher. Goodbye, everyone.